thì chắc là bé có sữa, cho nên tại vì con em nó giống như là nó cứ ngủ, nó ngủ nó khóc xong rồi mình đưa cho nó ti xong rồi nó nến. Tới lúc mà sau 2 tuần là phải đi khám bác sĩ em bé, thì bác sĩ nói bé bị sụt ký, rồi thêm nữa bé bị vàng da nữa. Trong khi đó mình cứ đinh ninh là mình sẽ có sữa, nhưng mà ai dè bé bị sụt ký mà cục loại nặng luôn á chị, 10%. Thì em cũng quá bất ngờ. Mình nghĩ là mình có sữa, tại vì thấy bé cũng đi tiểu, đã cũng đầy đủ, cũng ra nhiều, rồi cũng đi vệ sinh này kia, mà tại sao lại sụt ký? Cái bác sĩ phải thêm vô sữa công thức vô. Rồi em về em mới bắt đầu em lấy cái máy ra, em bơm thử ra. Thì bơm thì phát hiện ra là sữa có tí xíu luôn. Phải nói là gần như là nó chỉ mới chén cái phần ở dưới của cái bình thôi. Em cứ miệt mài em bơm vậy cho nó ra, cố gắng để cho nó ra sữa. Tới bây giờ em có sữa là em cũng mừng lắm rồi đó chị. Chứ em cứ nghĩ là em không có sữa em định tính give up rồi, em bỏ từ bỏ rồi, cho con bú sữa công thức luôn. Nhưng mà nghĩ lại mình muốn con được nhiều cái chất dinh dưỡng, nhiều lợi ích từ mẹ thì em cố gắng. Thì bây giờ là con em là bú sữa mẹ hoàn toàn luôn. Vậy là đó là một trong những bí quyết để lấy lại sữa đúng không? Nhưng mà chăm sóc đứa nhỏ có vất vả lắm không? Chăm sóc đứa nhỏ thì trộm vía là con em dễ. Con không em khóc đêm luôn? Không khóc đêm là lâu lâu có thôi, lúc mấy tháng đầu thôi, 3 tháng đầu, 1-2-3 tháng đầu thì có. Nhưng mà những cái tháng về sau á thì con em trộm vía rất là dễ, là cứ cho bú sữa là nó ngủ. Rồi tới hiện tại bây giờ là em, hồi xưa hồi lúc mấy tháng đầu em còn ru, nó còn ẵm nó ngủ, dỗ cho nó ngủ. Bây giờ là cứ đặt xuống là bé cứ ê a nhìn xung quanh thì kia rồi bé tự ngủ luôn. Em cũng tập cho bé theo cái nền nếp là cái giờ nào ngủ, cái giờ nào ăn, thì bé cũng hợp tác tốt. Nhiều khi buổi tối á, bé đúng bon y như cái đồng hồ báo thức vậy, đúng bon cái giờ đó. Xin chào chị Kim Hiền, xin chào chị Quỳnh Trâm. Em tên là Huyền Trân, công việc của em là y tá. Em năm nay được 28 tuổi, là mẹ của bé được 5 tháng, tên là Rachel Nguyễn. Trước khi em cưới chồng em là tụi em đã có kế hoạch là muốn có em bé. Em có dự định là em muốn đi học lên nữa, cho nên là em nói với chồng nếu như mà năm nay mình trời thương á, trời cho thì mình có em bé, em sẽ ngưng việc học và em sẽ có con. Còn nếu không á thì em sẽ tiếp tục em đi học, cũng đợi khoảng 3-4 năm sau thì em sẽ bắt đầu có con. Nhưng mà tới cái khoảng thời gian đó thì em lại nghĩ là lúc đó mình cũng 30 mấy tuổi rồi, có con thì hơi cực, cho nên là tụi em cũng ráng, tụi em phải canh, tụi em thử cái tháng đầu tiên á thì không được, nó lại không dính. Tới tháng thứ sau thì tụi em thử thì nó lại dính. Hai vợ chồng mừng lắm. Em cũng chỉ có cảm giác mập mờ, tại vì thường là sáng nào em đi làm em cũng đi phát thuốc cho bệnh nhân. Em đi giống như mỗi bữa mình đi, mình em đẩy nguyên một cái xe, chị biết là ở đây phát thuốc đẩy nguyên một cái xe rất là bự. Mà tự nhiên cái hôm đó em đẩy xe mà em thấy rất là mệt. Em thấy kỳ, mình mỗi bữa mình đẩy xe rất là giống như mình rất là mạnh, mình đẩy khí thế luôn, mà sao tự nhiên bữa nay là mình thấy mệt quá. Cái rồi xong em chiều hôm đó em về em thử cái, tự nhiên em thấy hai vạch, coi như là em đưa cho chồng em đang lúc đó đang ngồi trong phòng đang chơi game vậy đó. Em đưa chồng em coi xong rồi chồng em mừng quá chừng luôn. Hai vợ chồng mừng quá chừng, ôm nhau mà kêu đừng muốn khóc luôn. Bé con em nhà em là sinh ra là thiếu kháng, bé chỉ sinh ra được có 37 tuần thôi. Tại vì em bị mắc hội chứng là bị ướng mật, nó làm cho cái mật, tại vì cái hóc môn của bà mẹ nó ảnh hưởng tới gan, cho nên khi đó là cái mật nó tiết ra quá nhiều, nó không có đi vào trong ruột mà nó lại đi ra vào trong máu, nó đi vào trong em bé nữa, rồi sau đó nó sẽ làm cho trái tim của em bé sẽ bị giảm dần, và sau đó có thể em bé sẽ chết luôn trong bụng mẹ. Khi mà nghe tin á, em cũng bàng hoàng, rất là bàng hoàng. Tại vì mình lúc nào mình nhìn những bà mẹ khác, mình cũng nghĩ ồ, những bà mẹ này họ mang bầu, họ đẻ xong là xong, không có gì hết. Mà em không ngờ là khi có thai là một chuyện, mà giữ được em bé trong bụng lại là một chuyện khác nữa. Thì trong 3 tháng đầu á, là em bị dị ứng mà tới nỗi mà em trước giờ chưa bao giờ em bị dị ứng luôn. Mà tự nhiên bất chợt một ngày em bị dị ứng mà em đỏ hết khắp người, em ngứa khắp người, mà em bị sưng cả cái mặt nữa. Thế em phải đi vô bác sĩ, rồi
bác sĩ phải chích kháng sinh, lúc đó em mới mang thai được có 2 tháng. Thì em cũng có nói với bác sĩ là có cần thiết để chích kháng sinh hay không. Thì bác sĩ cũng nói là cái thuốc này nó nhẹ, thêm nữa là nó không ảnh hưởng gì tới em bé, thì bác sĩ cũng cho. Thì vừa chích xong là cái mặt em bớt sưng liền, bớt sưng hoàn toàn liền. Sau đó thì trong suốt cái khoảng thời gian em đi khám bác sĩ, khám em bé đó, bác sĩ phải nói là đúng 37 tuần em phải sanh sớm, em phải được kích sanh ra, rồi sau đó mỗi một tuần em phải đi khám bác sĩ 2 lần để nghe nhịp tim em bé, đồng thời là siêu âm coi em bé có chuyển động hay không. Có một kỷ niệm đáng nhớ là cái này chồng em không có biết, bữa nay cái chương trình em mới dám tiết lộ ra là tụi em có làm một cái baby gender shower, baby gender review, là coi như là chị đi khám coi em bé như thế nào nhưng mà chị không biết giới tính của em bé đó. Thì hai vợ chồng thực sự không biết cái rồi kêu cái người test á, họ ghi cái tờ giấy xuống, thì họ ghi xuống chồng em biết cái tính em rất là giống như là không có bao giờ mà kiên nhẫn để đợi á, cho nên là chồng em cầm cái tờ giấy giấu trong bóp ảnh, em đợi ảnh ngủ, cái rồi xong rồi em mở cái bóp ảnh ra, em lén coi tí xíu thôi, tại vì trong đầu thực sự là em nghĩ là con trai. Cái rồi xong rồi em lén em nhìn thấy chữ L, em thấy chữ L rồi là biết rồi, em bớt cất chữ đó là công việc. Em cười muốn miệng trong người, em nghĩ là thế nào là chồng em cũng sẽ khoái lắm đại, tại vì chồng em khoái con gái hết. Lúc mà đâm bong bóng để cho nó hiện ra cái là con gái hơn con trai là hiện như con gái, lại cũng chồng em cũng vui mà cũng ấy, nhưng mà đâu có biết được là em đã biết cái kết quả đó từ trước rồi. cái lúc mà quá trình đi sinh á thì anh cũng ở bên cạnh luôn mà đúng không? Anh cũng ở bên cạnh, là coi như là cái hôm đó hồi ban đầu bác sĩ lúc đó 36 tuần, em khám thai 36 tuần, bác sĩ nói là bây giờ chọn cái ngày đi, muốn sinh ngày nào nhưng mà phải trong vòng đúng 37 tuần. Em thì em muốn chọn đúng ngày New Year 1 tây tháng 1. Chứ phải chọn ngày. Phải đúng ngày để dễ nhớ. Em muốn trúng ngày cái ngày New Year, nhưng mà bác sĩ nói không được, phải đúng 37 tuần, New Year là 37 tuần một ngày, không được, tại lỡ trong cái một ngày đó em bé nhịp tim có bị ảnh hưởng gì thì đâu biết được. Ok thì em chọn đúng ngày 30 tây tháng 12. Cuối năm hả? Cuối năm chị. Cuối năm xong rồi bước qua là được đâu. 30 tây tháng 12 là coi như 11 giờ đêm, bác sĩ nói 11 giờ đêm là phải đi vô trong bệnh viện. Thì hai vợ chồng đúng mong 11 giờ đêm xách đồ quần áo đồ đạc này kia chuẩn bị đi vô trong bệnh viện. Em nằm trên đó, người y tá cho nước biển, cho thuốc kích đẻ, thuốc vừa vô trong cái người mình xong, mà chị biết cái cảm giác mà nó vừa đau mà nó ấy là em chịu không nổi. Em liền gọi chồng, mà lúc đó chồng em đang nằm đó nằm ngủ say là say luôn. Cái em kêu chồng em mà em kêu không được, mà anh không dậy, không chịu dậy, rồi nhất định không chịu dậy, em phải la lớn là lớn luôn. Cái rồi xong rồi anh mới chịu dậy, em mới gọi được y tá vô. Mà lúc đó mình vừa đau mà mình vừa bực mình đó, em muốn xin cái khúc giảm đau epidural. Lúc bác sĩ bỏ cái cây kim khi mà chích ấy cái epidural vô cái xương sống mình đó, cây kim bị gãy. Cây kim bị gãy. Có thể là giống như em lòng mạnh quá đúng hay rồi. Như thế nào, cái cây kim nhựa nó bị tét ra hay như thế nào không có vô được. Người bác sĩ đó họ nói là họ phải vô lại lần nữa. Cái cảm giác nó đau, vừa đau mà vừa phải vô lại, vừa chị bị đâm nhiều lần á. Tới bây giờ em nghĩ là em còn thấy ấn lạnh. Thực sự là em không, nó có quá nhiều thứ nó xảy ra trong cái lúc mà mình sanh như vậy. Rồi thêm nữa là em bị ối, vừa chuẩn bị mà em bé vừa lúc đó là em nở được cũng 8 phân rồi. Tự nhiên em mắc ói, em ói da mực xanh luôn, em ói rất là nhiều. Y tá đã đưa cho em cái thuốc giảm ói rồi, chờ để chống ói rồi mà em vẫn bị ói. Em vừa ói xong là y tá nhìn xuống dưới, nhìn thấy là gần nở gần 10 phân rồi, đã nhìn thấy cái tóc của em bé lúc đó ở đâu đó rồi. Ok, y tá bắt đầu là chuẩn bị là bắt đầu là cho push luôn. Thì cái việc chăm con á, ai là người chăm? Đa phần là em là người chăm, bởi vì là em không có an tâm thì để chồng em chăm. Nhưng mà công việc của em là phải đi làm. Đúng rồi, nhưng mà trước cái khoảng thời gian đó là khi mà em đi làm về á thì em vẫn phải là người cho con bú, vẫn phải là người cho chăm sóc, và là coi như là thay ca cho chồng vậy đó. Khi mà tụi em đi từ bệnh viện về á là một tuần đầu á là đa phần là chồng em chăm. Nhưng mà em cũng không có yên tâm, em cũng xuống em hát
ảnh, nhưng mà em bị cái vết thương ở dưới. Tại vì em có nói là em đẩy qua, em push vô anh nhiều quá, tại mình không có cảm giác mình push nhiều quá, cái em bị rách, mà bác sĩ nói là bị tới secondary tear, là bị rách tới cái gần cái hậu môn của mình luôn, cho nên là phải may một cái vết, nguyên một cái vết tròn dài ở dưới, cho nên là cái việc đi lại rất là khó. Và thêm nữa là cái giường ở nhà tụi em rất là cao, cho nên em phải bắt một cái ghế ở dưới, mỗi lần em đi xuống em phải xuống cái ghế rồi em đi xuống dưới đất. Việc vận chuyển như vậy rất là khó, nhưng mà em cũng ghét để giúp cho ảnh, tại vì ảnh là cũng lần con một, cũng đứa đầu tiên, cho nên là ảnh cũng chưa có biết gì nhiều, nói chung cũng lòng cộng đúng không? Yeah, cũng lòng cộng đúng không? Đó, rồi thêm nữa là em phải cố gắng để bơm sữa nữa chị. Cái việc khó khăn nhất của một người mẹ đối với em đó là bơm sữa, tại vì em cục dạng là không có sữa. Hồi ban đầu á, mới lúc mà sinh bé ra trong bệnh viện á, mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ là ồ bé có, mình có sữa cho bé bú này kia thì chắc là bé có sữa, cho nên tại vì con em nó giống như là nó cứ ngủ, nó ngủ nó khóc xong rồi mình đưa cho nó ti xong rồi nó nín. Tới lúc mà sau 2 tuần là phải đi khám bác sĩ em bé, thì bác sĩ nói bé bị sụt ký, rồi thêm nữa bé bị vàng da nữa, trong khi đó mình cứ đinh ninh là mình sẽ có sữa, nhưng mà ai dè bé bị sụt ký một loại nặng luôn á chị, 10%. Thì em cũng quá bất ngờ, mình nghĩ là mình có sữa, tại vì thấy bé cũng đi tiểu đã cũng đầy đủ, cũng ra nhiều rồi, cũng đi vệ sinh này kia, mà tại sao lại sụt ký? Cái bác sĩ phải thêm vô sữa công thức vô. Rồi em về em mới bắt đầu em lấy cái máy ra em bơm thử ra, thì bơm thì phát hiện ra là sữa có tí xíu luôn, phải nói là gần như là nó chỉ mới chén cái phần ở dưới của cái bình thôi. Em cứ miệt mài em bơm vậy cho nó ra, cố gắng để cho nó ra sữa. Tới bây giờ em có sữa là em cũng mừng lắm rồi đó chị, chứ em cứ nghĩ là em không có sữa em định tính give up rồi, em từ bỏ rồi, cho con bú sữa công thức luôn. Nhưng mà nghĩ lại mình muốn con được nhiều cái chất dinh dưỡng, nhiều lợi ích từ mẹ thì em cố gắng. Thì bây giờ là con em là bú sữa mẹ hoàn toàn luôn. Vậy là đó là một trong những bí quyết để lấy lại sữa đúng không? Nhưng mà chăm sóc đứa nhỏ có vất vả lắm không? Chăm sóc đứa nhỏ thì trộm vía là con em dễ, con không em khóc đêm luôn. Không khóc đêm là lâu lâu có thôi, lúc mấy tháng đầu thôi, 3 tháng đầu, 1-2-3 tháng đầu thì có, nhưng mà những cái tháng về sau á thì con em trộm vía rất là dễ. Là cứ cho bú sữa là nó ngủ. Rồi tới hiện tại bây giờ là em, hồi xưa hồi lúc mấy tháng đầu em còn ru, nó còn ẵm nó ngủ, dỗ cho nó ngủ. Bây giờ là cứ đặt xuống là bé cứ ê a nhìn xung quanh này kia rồi bé tự ngủ luôn. Em cũng tập cho bé theo cái nền nếp là cái giờ nào ngủ, cái giờ nào ăn thì bé cũng hợp tác tốt. Nhiều khi buổi tối á, bé đúng bon y như cái đồng hồ báo thức vậy, đúng bon cái giờ đó là dậy, nó bắt đầu khóc là biết là đổi rồi, là cho bú xong rồi chìm vô giấc ngủ thân ngủ. Đâu có trải qua cái sự trầm cảm đâu hả? Thật sự là em nói thiệt với chị là em chưa trải qua sự trầm cảm trong khoảng thời gian em chăm sóc em bé. Các bà mẹ khác là bị hết. Bị hết, nhưng mà em có thể là do cái mind của em nó hơi open, một giống như là em hơi lạc quan một tí. Là khi mà em nhìn con á, nào em cũng thấy vui hết á. Khi giống như là em nhìn con, em không bao giờ em cảm thấy stress, em không bao giờ em cảm thấy là giống như là em mất bỏ nó qua một bên. Tại vì trộm vía là con em dễ, không khóc nhiều, cho nên là một phần đó là cũng là làm cho em cảm thấy ổn định. Thêm nữa là cái khoảng thời gian em bị stress một tí thời gian là khi là em không có sữa thôi. Cái khoảng thời gian đó là em đang cố gắng để em kiếm sữa cho con mình, sau này là em không có bị nữa. Rồi tới lúc mà em đi làm á, em thấy là nó đỡ hơn. Là khi lúc nào mình cũng phải ở nhà, mình với lại bốn bức tường, rồi mình phải làm những cái công việc liên tục như vậy, thì em nghĩ là nếu mà các bà mẹ có khả năng á, để mình có thể đi ra ngoài để thư giãn thì nên đi, chứ đừng lúc nào cũng ở nhà với con. Tại vì mình có thể ở nhà với con suốt đời, nhưng mà nên dành một ít thời gian cho bản thân mình nữa. Thực sự là đó là điều em tại vì em cũng gặp nhiều trường hợp là bị depression, bị trầm cảm sau khi sinh, cho nên là em nghĩ là nhiều khi là họ quá giữ giống như ở chỉ muốn ở nhà thôi, chỉ muốn chăm sóc gia đình thôi, với lại bản thân họ bị tủi thân á. Không có cha mẹ bên cạnh rồi mọi thứ phải tự lo hết. Đúng cho rồi. Nên là cái stress với lại cái trầm cảm nó rất là nặng, mà không hiểu tại sao luôn, trong là ở bên đây hầu như là tất cả người phụ nữ nào mà sau khi sinh á họ đều bị vướng phải
ít hay nhiều thôi. Yeah. Em thấy do thời tiết hả ta? Em nghĩ cái cửa sổ rồi chị ơi. Em thấy nói chuyện người người đều dính cái cửa sổ. Với lại là nó rơi nè, tháng 9, tháng 10 trở đi á là cái trời á nó cứ buồn buồn á. Với lại thêm một phần là em làm trong cái ngành y tế, cho nên là lúc nào mình cũng tập cho mình cái tính là phải bình tĩnh, giải quyết mọi việc là phải bình tĩnh. Thí dụ có trường hợp emergency nào xảy ra thì mình cũng phải bình tĩnh để giải quyết. Thì chắc có lẽ như vậy, cho nên là em cứ ví dụ nếu mà con có những cái hành động giống như khóc nhiều hoặc nó rơi vào quân đồ quýt thì em cũng bình tĩnh em xử lý, chứ em không có quýnh quán. Em nhiều khi chồng em cũng nói em con khóc hay này kia thì em cũng nói anh cứ bình tĩnh, tại vì con khóc ở bên cạnh mình vẫn xử lý được. Thì chắc có lẽ vì vậy thì em đỡ một phần nào hơn những cái ba mẹ khác, thì em nghĩ là như vậy. Thế này là bé cũng thăm tháng thì bé đã có những cái biểu hiện gì chưa? Hiện tại thì bé bây giờ bắt đầu biết lật rồi. Lật chơi rồi, sau đó rồi bé nói nhiều nữa. Nói được từ gì đầu tiên? Thật sự nói, nhưng mà nhiều khi lâu lâu em nghe tiếng kêu mama, cái rồi em mới nói với chồng em là thấy chưa, nó biết kêu mẹ nó đó, anh thấy chưa. Chồng em cũng nói là thấy rồi. Không phải ai cũng ganh tị á, là con mở miệng đầu tiên là nói ai. Không phải ba, nhưng mà em cũng nghĩ là chắc là tại vì giống như nhiều khi nó cái tiếng vậy thôi, mama vậy trùng thôi, hợp vậy yeah, thôi. Trùng hợp mà kệ, mình cũng cứ nghĩ là vậy đi. Yeah, đúng rồi đó. Thì bởi vậy cho nên là em cũng hay chọc chồng em là vậy đó. Với lại là bé thôi cười nhiều, bé chỉ biết cái khoảng thời gian này là rất là hóng chuyện. Ai nói chuyện gì là coi như hóng, thấy cái hình ảnh gì đằng sau xa là lúc nào cũng ngó nhìn ngó nghiêng gì đó. Hoặc nhiều khi em đi vệ sinh nó cũng ngoái đầu nó nhìn lại theo em nữa. Cho nên nhiều khi thật sự là có con á là có một cái niềm vui nào đó nó bên cạnh mình giải tỏa stress nhiều lắm. Nhiều khi em đi làm về em rất là mệt, vừa phải suy nghĩ việc này việc kia mà về nhà vừa thấy chơi con, ôm con, ngửi mùi con, xong là coi như mọi thứ tan biến hết. Sau khi mà có thêm một cái người là người thứ ba hả? Người thứ ba nằm giữa hả? Người thứ ba nằm giữa thì nói chung là vợ chồng vẫn yêu nhau nhiều hơn hay là nó giảm đi cái sau khi có con? Em thấy tình cảm hai vợ chồng vẫn yêu nhau nhiều hơn. Vốn dĩ là trước đó em với chồng em quen nhau cũng được 8 năm. 8 năm rồi, cho nên là hai người là coi như là giống như là hơn cả tình bạn mà hơn cả tình yêu, coi như là hai người có duyên và có nợ với nhau, là coi như là thương nhau nhiều lắm. Cho nên là chồng em vẫn thương em, vẫn yêu em, không có gì thay đổi hết. Em thấy không có gì thay đổi hết. Không có gì chia lìa em. Dạ, không. Em mặc dù là đôi khi chồng em làm những cái việc em cũng không có thích, cũng hay la, cũng lâu lâu về cũng hay la rầy này kia, nhưng mà chồng em vẫn không có nói gì. Chồng em có tính cũng như nhịn vợ, giống như là em mặc dù em la nhưng mà cái rồi xong rồi hoặc là em giận, ảnh lại là người mở lời trước. Cho nên là cái đó cũng là một cái đức tính em thích ở chồng em. Hy vọng ảnh sẽ giữ cho tới lúc về già luôn. Bây giờ là đứa nhỏ 5 tháng mấy rồi ha, là cả một cái quá trình rất là dài. Và chị cũng hy vọng rằng là hai vợ chồng cùng chung tay để mà chăm sóc đứa nhỏ. Ráng nhịn nhau nha. Tại vì đó là một cái chặng đường dài. Đó là cái kinh nghiệm mà Hiền cũng đừng thấy các bà mẹ là càng về sau nó là một cái câu chuyện nó rắc rối lắm về cách dạy con. Có cùng quan điểm với nhau hay không, tại vì bây giờ con em cũng mới có 5 tháng mấy đúng không? Đúng, cũng chưa có cái sự xích mích, nhưng mà sau này nó sẽ là một cái bước đệm. Thì em có muốn nhắn nhủ gì với lại các bà mẹ bỉm sữa không? Để nhắn nhủ với các mẹ bỉm sữa thì em chỉ muốn nhắn nhủ là hãy bình tĩnh mà sống, giống như là khi mà bất kỳ chuyện gì xảy ra thì mình cứ giải quyết từ từ, đừng có lo sợ và cũng đừng có tạo áp lực cho bản thân mình, bởi vì càng tạo áp lực thì càng làm cho mình rơi vào bế tắc. Với lại thêm nữa là em cũng hy vọng là sau này nếu mà con em có lớn hay như thế nào đó thì sẽ dễ dàng hơn rồi, hoặc là ví dụ nó có một đứa em thứ hai nữa thì nó sẽ không có cảm thấy ganh tị nữa, bởi vì ba mẹ nó lúc nào cũng thương yêu nó. Rồi em có muốn nhắn nhủ với lại ông xã của em không? Hy vọng anh sẽ lúc nào cũng yêu thương hai mẹ con em, nào cũng ở bên cạnh hai mẹ con, và nếu mà em có làm gì sai thì cũng là người mở lời trước với em. Cảm ơn em rất là nhiều. Chương trình cảm ơn em, nó thật sự luôn là ở bên đây thì cái thời gian nó rất là quý, mà công việc của em thì em cũng thay vì cái thời gian này là thời gian
em dành cho gia đình, yeah, nhưng mà em vẫn đến đây, yeah, dành cái thời gian để chia sẻ với lại các bà mẹ bỉm sữa cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức về có con rồi chăm sóc con như thế nào, yeah, thì chương trình cũng tặng em một món quà, yeah, cũng ý nghĩa lắm đó nha, okay. Là về sức khỏe cho những bà mẹ là sau khi sanh, đó là gừng đen đến từ Nhật Bản. Em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Hiền và chị Trâm, nhờ chương trình mà em có thể quen biết được hai chị, thì nếu như có câu hỏi gì thì em mình inbox với nhau hả? Dạ. Ok chị.